Không chỉ có chém chép, nơi cuối dòng Cửu Long còn có nhiều sản vật khác mang lại cho người dân như cái tình mà bà con đối đãi với biển. Khi con nước hoàn toàn rút cạn, nước biển đã lùi về phía xa, để lại những bãi cát pha lẫn bùn bằng phẳng, cũng là lúc bà con bắt đầu thời khắc mưu sinh. Đa số bà con không có ruộng đất, chỉ sống bằng nguồn lợi ven biển, trong đó có hình thức cào bắt nghêu. Vì sinh trưởng tự nhiên, nên con nghêu sống rải rác trên bãi biển, được bắt bằng tay hoặc các dụng cụ thô sơ, chứ không sử dụng phương tiện có tính tận diệt. Đó là cái cần cào làm bằng tre dài khoảng 2,5 thước. Đầu gốc được vẽ làm 2 thanh, mỗi thanh được buộc vào cây cào bằng sắt mỏng hình chữ U. Khoảng giữa thân cào là sợi dây dùng để quàng qua hông người cào. Theo kinh nghiệm của người dân địa phương, khi cào nghêu nên đi thành cặp và cào theo kiểu cuốn chiếu trên cát để không bị sót nghêu. Thu nhập từ nghề khai thác nghêu thịt vì vậy cũng ổn định và tăng cao. Chuyện mưu sinh bằng hình thức cào nghêu đã thịnh hành nhiều năm nay và mang lại nguồn thu nhập chính cho bà con nghèo ở địa phương. Thịt nghêu ngon ngọt và thơm, được chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn như nghêu xào mướp hương, xào bầu, kho tiêu, gỏi nghêu, nghêu nướng hoặc hấp. Cho đến thời điểm này, hòa mình cùng cào nghêu chính là trải nghiệm lý thú nhất mà Mỹ Duyên có được trong hành trình ký sự nơi cuối dòng Cửu Long. Để mà có được một cái con nghêu như thế này á, thì bà con phải kéo rất là nhiều đường, thậm chí là dày đặc cả một cái bờ biển luôn. Và cái nghề này á, thì rất là khó khăn trong cái việc là tìm kiếm nghêu, rồi là thấy nè, mồ hôi của chị cũng đã đổ rã trơn luôn. Nhưng mà rất là kiên trì với nghề. Khi mà chị kéo như vậy á, chị phát hiện là nó sẽ đụng vô cái con nghêu là mình sẽ biết đúng không? Biết, đụng vô là mình biết. Thường là mỗi ngày mình sẽ cào được bao nhiêu ạ? Bữa 2-3 ký. Dạ, đây là chiến thể phẩm ngày hôm nay hả? Có vẻ nặng nha. Nếu như mà lâu lâu mới được một con á, thì một buổi vậy á, thì mình kiếm được bao nhiêu tiền? Nhầm thêm bữa được 200 mấy. Dạ.